Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vấn đề là những cái điều cần lưu ý trong cái ngày lễ ăn hỏi theo cái phong tục miền Bắc. Thì mời mọi người cùng theo dõi nhé. Cái điều đầu tiên trong cái lễ ăn hỏi mà cần phải chú ý là phải lên một cái chương trình cẩn thận, chi tiết và in ra hai bản cho hai thông gia hai bên cùng theo dõi. Đặc biệt là cần phải tham khảo ý kiến của hai vị dẫn chương trình, tức là hai vị đại diện của hai nhà trai nhà gái, để cùng thống nhất ra một cái bản đấy, tránh cái việc là giữa hai bên nó không thống nhất với nhau ấy, sẽ làm cái buổi lễ nó không được liền mạch, không được trôi chảy. Tại vì thường là những cái vị được mời làm đại diện giữa hai nhà trai nhà gái để phát biểu đấy, thì thường là những cái vị mà cũng là có tuổi ấy. Hoặc là một số nhà thì như mình đã làm thì là để mời các bác là cũng là trước là làm quan chức, cái lời nói của họ thì thường là họ rất là có trọng lượng, nhưng mà cũng vì thế mà nhiều khi là có một số bác thì có thể là không chưa hiểu rõ vấn đề hoặc chưa hiểu rõ về cái lễ nghi, nhưng mà tương đối là quả thủ ấy, thì lúc có thể mình thấy sai nhưng mà mình góp ý thì các bác lại không nghe, hoặc là các bác nghĩ là phải làm với các bác mới đúng đấy, thì như thế là nó sẽ làm cho cái buổi lễ hoặc cái chương trình nhiều khi nó không được hoàn toàn đúng như mong muốn của mình. Thứ hai nữa là nên thuê một cái thợ chụp ảnh truyền thống, mà người mà hiểu rõ về cái nghi lễ truyền thống của lễ ăn hỏi và biết cách hướng dẫn các cái nghi thức trong buổi lễ, thì thực ra cái anh chụp ảnh đấy thì không quá quan trọng, không đặt nặng cái chuyện về ảnh đẹp xấu đâu, nhưng mà anh đấy là sẽ rất là khéo léo và là người mà thường là cũng phải có tuổi chút và khéo ăn khéo nói đấy, thì sẽ được lòng cả hai bên gia đình. Tức là nếu mà em thuê MC thì nó sẽ bị chỉnh trọng quá và nó mất cái sự riêng tư trong cái công việc chung của hai gia đình. Còn thường là những bạn chụp ảnh phóng sự thì thường là các bạn trẻ, và thường các bạn trẻ thì khi mà đứng ra để hướng dẫn lễ nghi hoặc là nói các trình tự của lễ thì thường là đấy, nhưng kinh nghiệm của mình là các cái vị mà đại diện hai bên gia đình thì thường sẽ không nghe mà sẽ cảm thấy là như kiểu bọn trẻ con nó không biết cái gì đấy, tâm lý là như thế. Tiếp theo là phải chuẩn bị phòng ốc nhà cửa cho nó sạch sẽ, tất cả những cái đồ gì không cần thiết là dọn dẹp cho sạch đi đấy, thì như thế là sẽ rất là ok nếu quay phim lên hình thì cho nó đẹp. Mình có nói cái ví dụ đây, ví dụ mọi người nhìn như trong cái background sau mình quay một cái video như này thì mình cũng để nó sạch và nó sạch sẽ và nó ít rác nhất có thể. Thế nếu mà mình bày bừa linh tinh nhiều thứ vào thì lúc lên phim này rất là xấu. Đây mình, các bạn có thể thấy là ví dụ bên cạnh thì thấy cái loa màu đen là không đẹp lắm đâu, nó hơi phá. Thì giờ mình sẽ cất nó đi. Đấy, mọi người sẽ thấy được khi mà nhà cửa sạch sẽ và cắt hết các cái đồ linh tinh đi thì như thế là rất là quan trọng để có được cái khung hình sạch sẽ để lên phim lên ảnh đẹp. Một điểm lưu ý tiếp theo là lễ ăn hỏi nhé, là không dán cái chữ hỉ to vào cửa nhé. Cái chữ hỉ đấy cỡ đại ấy, dán ở cửa nhà, cái dán ví dụ như ở nhà trong ngõ thì dán từ đầu ngõ dán vào ấy, thì cái đấy là chỉ làm cho ngày cưới với ngày đón dâu, trừ khi là nếu mà ăn hỏi và đón dâu liền một ngày luôn thì làm thế thì ok. Có một cái lưu ý nhỏ nhưng mà cũng khá quan trọng ấy, nếu mà nhà trai mình nhận trai ăn hỏi từ hôm trước để sáng sau là đi đón ăn hỏi sớm ấy, thì phải rất là lưu ý để ý đề phòng chuột bọ nhé. Tại vì là rất là, nếu mà nhà có chuột không may thì nó lên là nó cắn, nó phá cái chác, ví dụ chác quả là đến lúc buổi sáng ra là sẽ không kịp xoay sở để mà sửa. Về cái bố trí trong cái không gian là lễ hỏi ấy, thì là trong cái phần không gian, cái chỗ làm lễ ấy, thì là sẽ bao gồm phông này, phông ăn hỏi này, và bộ kê cái bộ bàn chác, rồi là đến mấy bộ bàn ghế, tức là mấy cái bộ bàn ghế để tiếp khách uống nước. Thì có một cái lưu ý là mình không nên thang để kê quá nhiều bàn ghế nhá, và không còn đủ chỗ để đi lại ấy. Thì thứ nhất là khách cứ từ đi vào cũng khó đấy, thứ hai là có một cái rất quan trọng là cái độ bê đỡ chác ấy, nó phải bê chác vào thì nó đặt lên trên cái bàn bàn chác phía trước phông. Lúc đấy rất là nhiều người đi ra đi vào trong cái chỗ không gian chật đấy, thì nếu mà không gian mình quá chật ấy thì không nên kê quá nhiều bàn ghế, hoặc là mình cân đối thì mình kê, có
có thể là bỏ bớt dãy bàn ghế đi, hoặc là chỉ dãy, hoặc là ví dụ như là hai dãy hai bên nhưng bỏ bớt ghế ở giữa đi. Liên quan tới chuyện quay phim chụp ảnh nữa, lúc làm lễ hai bàn làm lễ trao lễ cho nhau đấy thì nó cũng phải quay phim chụp ảnh. Thì nếu mà bàn ghế kê nhiều và chụp ảnh quay phim cuối cùng nhìn thấy toàn lưng ghế với người ấy thì nó rất là xấu. Thì cái đấy là cái mà phải để ý. Còn nếu mà không đủ chỗ ấy, cho phòng chính làm lễ ăn hỏi không đủ chỗ ấy, thì mình chỉ mời các cái vị quan khách chính, ví dụ như là ông bà mẹ hai bên này, một vài cô chú bác quan trọng của hai bên gia đình, mình tính toán trước để mời những người thực sự quan trọng ngồi đấy thôi. Còn lại mọi người có thể ngồi ra phía ngoài sân hoặc phía ngoài nhà, hoặc ví dụ trong bếp, ví dụ đấy đến người nhà mình thì có thể, nếu mà thông vào thì có thể ngồi phía trong bếp, hoặc là ví dụ dựng dạp phía ngoài. Có cái lưu ý là cái phần trang trí cho ngày lễ ăn hỏi ấy, thì mình có thể đặt làm sớm và hoàn thiện sớm ấy, để tránh cái chuyện là nếu mà làm và kéo dài muộn ấy thì là gia đình cũng mệt mỏi này. Rồi là thậm chí nếu mà làm cầu kỳ quá có thể làm từ hôm trước nữa, và để hôm sau nó cũng không thành vấn đề đấy. Nếu mà xịt nước tưới nước hoặc là làm trước một phần, dựng phần khung thô trước thì hôm sau chỉ cắm hoa thôi để cho nó rút ngắn thời gian, thì như thế là tốt nhất. Hoặc ví dụ là nếu mà không làm được từ hôm trước ấy, thì tốt nhất là cũng bảo ví dụ cái bên trang trí để con là có thể chuyển đồ đến từ đêm hôm trước đấy, để hôm sau là làm thì nó sẽ nhanh gọn hơn và đỡ mất thời gian di chuyển chuyển vào đồ cái thứ ấy, thì để tập trung làm xong sớm. Có một vấn đề rất là quan trọng nữa là cái vấn đề là liên quan đến đội bê đỡ chát. Thường thường các gia đình thì thường là hay thuê đội bê đỡ chát chứ cũng khó mà nhờ được người nhà hoặc người thân mà đủ để mà có thể làm cái đội bê đỡ chát. Thế thì có một cái lưu ý là cứ hẹn cái đội bê đỡ chát hẹn sớm, mình cứ hẹn sớm trước cái giờ mà chuẩn bị lễ ấy, mình cứ hẹn sớm trước khoảng một tiếng rưỡi đấy, thì như thế là sẽ tránh cái chuyện các bạn đi muộn hoặc là có vấn đề gì đấy hỏng xe. Mà thứ hai nữa là các đội nữ bê đỡ chát ấy thì bảo các bạn đi chuẩn bị áo dài đầy đủ, có thể là mình bảo các bạn ấy mang đến từ hôm trước để mình tập kết, mình kiểm tra đầy đủ sẵn trước, thì hôm sau các bạn chỉ đến người không thôi thì thay quần áo và trang điểm luôn ở nhà cô dâu, thì như thế để cho nó cẩn thận, cho nó chắc chắn không bị cái vấn đề nào liên quan với việc là đến muộn hoặc là để nhắc nhở các bạn ấy là không ăn uống linh tinh ấy. Thì bình thường nhiều bạn hơi tự nhiên ấy, bánh kẹo thứ bày ra là bắt đầu ăn, rồi hạt dưa hạt bí gắn linh tinh xả rác ra. Sau nhà mình thì nhiều khi hôm nay lễ bận rộn, mỗi người một việc ấy, thì không để ý ấy. Đấy, cái đấy là một cái mà nhỏ thôi nhưng mà nhiều bạn không có ý thức được, các bạn sinh viên đi làm không. Với những cái gia đình mà nhà trai và nhà gái ở gần nhau ấy, thì mình có thể suy nghĩ đến chuyện là đặt thuê xích lô, thì trông nó cũng đẹp và nó mang tính chất đúng kiểu truyền thống ấy. Thì có mỗi cái xe xích lô là sẽ có một bà có áo dài đi cùng với một cậu bê chát. Nên nhớ và để ý cái chuyện là mua cái pháo xoay nhé, pháo trang kim đấy, chụp ảnh quay phim cho đẹp. Nhưng mà phải để ý là phải bắn thử nhé, tại vì là nhiều khi tế bạn vặn vặn nghiến răng nghiến lợi vặn mà không bắn được. Thứ hai nữa là phải tránh các cái bắn vào dây điện các thứ đấy, hoặc là tránh bắn góc chéo quá, bắn thẳng vào cô dâu chú rể, hoặc bắn thẳng vào cái đoàn khách bên nhà chú rể đấy. Hoặc là để ý nếu mà gió mạnh quá thì cũng chưa bắn vô, nếu không là gió ào phát là sẽ bay hết. Một cái lưu ý tiếp theo nữa là nếu mà nhà mà không rộng ấy, không cần thiết để thuê quá nhiều đội quay phim chụp ảnh. Thường là nếu mà trong các cái đội quay phim chụp ảnh mà phóng sự cưới ấy, thì theo cái gói của họ bây giờ, cái gói của họ sẽ ví dụ thường sẽ một team một quay phim cũng khoảng 2-3 máy, team chụp ảnh cũng khoảng 2 máy. Nên nếu không gian làm lễ nó quá nhỏ ấy, thì là chen chúc nhau vào thì thực ra cũng thừa đấy. Thứ nhất là thừa, thứ hai là cũng tốn kém chi phí không cần thiết. Ví dụ nếu có nhiều thợ thì có thể không cần thiết phải vào hết cái không gian cái chỗ làm lễ. Không gian nó tự nhiên nhiều thợ quá, tự nhiên nhìn cảm giác cái buổi lễ nó hơi mất cái sự trang trọng đấy. Rồi tiếng tác nghiệp, tiếng máy cứ tách 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 như đấy. Thì đấy, bây giờ là mình chia sẻ cho mọi người tất cả những cái điểm cần lưu ý trong cái ngày lễ ăn hỏi theo cái phong tục của miền Bắc. Nếu mà mọi người có bất cứ cái câu hỏi hoặc là có cái vấn đề gì mà cần thắc mắc thì cứ đặt câu hỏi ở dưới nhé, thì mình sẽ trả lời nhé. Chào các bạn.